Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip về bọ cánh cứng. Sau khi làm rất là nhiều cái video clip về bọ cạp, bọ ngựa ha, và cả gián nữa. Đây. Thì đây là một cái đơn hàng mình mới vừa nhận về ha. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn coi là ở bên trong có những gì ha. Đây. Đây là sau khi rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao không có làm gì bọ cánh cứng nữa, thì mình đã nói lý do đó rất là nhiều lần ở những cái video trước, đó là tại vì mùa bọ đã hết rồi, thì mình không có bọ Việt Nam để làm cho các bạn, cho nên là bữa nay mình có nhập về một số con bọ. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn cùng coi ha. Này chỉ báo thôi ha, gói lại bỏ qua đây. Đây là một con sừng y nha. Thì chắc hẳn các bạn chơi bọ thì cũng biết nhiều tới con này rồi, có thể nói đây là cái con tiêu biểu, là cái thứ mà dẫn các bạn đến với cái thú chơi bọ cánh cứng ha. Này rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ lấy cái thước để đo thử coi em này bao nhiêu xăng ha. Ở bên trong đó thì còn rất cũng nhiều á. Để từ từ mình sẽ mở ra hết ha. Còn bây giờ thì khoan, để lấy ra hết đi rồi đo sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạm đậy và tiếp tục mở trong đây ra. Đây cũng là một bé sừng y nữa nha. Này 7 cm nha. Đây là một con cái cho nên nó không có sừng đó, các bạn có thể thấy cái mắt của nó đó, đó ánh ánh lên đó, do đèn mình chiếu vô cho nên nó như vậy. Đây lại là một con đực nữa, để coi nó có thông tin không. Con này hình như không có rồi, cho nên là phải đo thôi ha. Và đây là người bạn đặc biệt, đó là một chú bọ ngựa Spinny. Đây. Rồi, một lát mình sẽ làm một cái clip kỹ hơn về con bọ ngựa này cho các bạn cùng coi nha. Và bên trong hộp là hết rồi nha. Đó. Rồi, bỏ qua một bên. Và bây giờ sẽ làm về bọ cánh cứng. Tinh đen. Ở đây mình có 3 con đực và một con cái ha. Thì do là cái lý do mình dư đực, cho nên bạn nào có muốn mua thì cứ việc inbox Facebook của mình. Thì Facebook của mình á, mình có một số lý do là mình thì không có quen kết bạn lung tung, cho nên là bạn nào mà muốn inbox mình á thì để lại cái tên Facebook của bạn ở bên dưới cái comment video, và các bạn add friend mình thì mình sẽ lên đó và add friend và nhắn tin cho các bạn ha. Chứ Facebook của mình thì các bạn không thể nào mà nhắn tin cho mình được. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy một cái hộp để bỏ nó ra, bỏ những cái mùn, cái mặt cưa, những cái mùn này ra
và bắt con bọ ra. Đây. Đó. Những cái mùn này á, khi mà vận chuyển á, nó có tác dụng là giữ ẩm và giúp cho con bọ nó không có bị va chạm tật lỗi này nọ ha. Đây. Đây. Hoàn toàn không tật lỗi nha các bạn. Đầy đủ móc nha, râu nha. Đó, nè, cái râu nè. Bên này, đó. Đủ nha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đo em này nha. Thì đó mình sẽ dùng thước kẹp chứ mình không có dùng những cái thước thẳng nha. Tại vì thước thẳng nó dễ bị lệch lắm. Đây, cho bạn coi nha. Đây. Đây là một bé 6.6 cm nha. Đây. Một bé được 6.6. Ui trời trời. Ơ, ấy da, đau 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 đau. Khi mà các bạn chơi á, các bạn nhớ cẩn thận nha, tại vì cái móc của nó đau lắm. À, một bé 6.6 nha. À, tiếp theo là hộp đen trước đi ha. Đây. Một bé nữa. Úi trời. Dính vô đây rồi. Đây. Đây một cái. Bây giờ mình cũng sẽ đo luôn nha. Đó các bạn sẽ đo từ đít tới sừng nha, giống như mình nè. Ui tụt tụt tụt. Con này hung quá. Nó khó đo thiệt đó. Đây, mình sẽ dùng giày để giữ. À, đây. Ôi, ôi. Mình không có bao tay cho nên cái việc mà giữ lại chắc chắn á rất là khó. Đây, 7.2 nha, 7.2,5 nha, bự nha. Đó là bé sơn y thứ hai. Bây giờ mình sẽ bỏ xuống. Thì bạn nào cứ thích thì cứ việc inbox mình nha. Thì mình sẽ dựa vô cái size của từng bé mà báo giá cho các bạn. Thì mình chỉ bán hai con đực thôi. Là hai con đực mình sẽ bán lẻ và mình còn bán ở đây là một cặp riêng nữa ha. Bạn nào thích mua một cặp về để cho sinh sản thì cũng inbox mình ha. Mình sẽ để lại số điện thoại và link Facebook ở bên dưới mỗi cái video. Bạn nào cần thì cứ việc inbox ha. Đây. Bé cuối cùng. À, mấy bé sừng y hung dữ lắm nha. Đây, rất là hung hăng. Bạn nào thích đem về cho đấu thì nhớ mua nha. Đây, ui, bé này là chuẩn 7 luôn nha, 7.1. Dạ, đây, 7.1 xăng nha các bạn. Đây, chuẩn 7 xăng nè. Giờ, nha. Đó, thì hàng bên mình là đảm bảo cho các bạn là trên 7 nha. Còn mình sẽ giữ em một cặp để sinh sản, hoặc là nếu như bạn nào muốn mua thì mình vẫn bán luôn nha. Đây là con cái nha, con cái đây cho bạn coi. Con cái thì nó sẽ không có sừng nha. Đó,
ơi ish. Đây ạ. Đó, đây là bốn chú bọ cánh cứng đầu tiên của mình sau một thời gian mà mình không có làm video về bọ là vì không có bọ, và bây giờ thì có rồi. Thì sắp tới mình sẽ tranh thủ làm một số video rồi để các bạn mua những chú bọ này về và các bạn chơi ha. Đó. Mình sẽ ghép ra một cặp, chỉ bán một cặp duy nhất thôi nha. Và bán lẻ đực cho các bạn. Bạn nào thích thì cứ việc inbox mình nha, hoặc là các bạn gọi vô số điện thoại của mình ở bên dưới. Khi mà các bạn gọi á, các bạn nhớ tránh cái giờ hành chính ra cho mình nha. Tại vì những cái lúc đó mình cũng khá là bận cho nên không có thể tiếp cuộc gọi của các bạn được. Thì video mở hộp của mình đến đây là xin kết thúc. Để mình còn làm video về bé bò ngựa này nữa nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.